皆さんこんにちは。青いベトナムの本間です。青いベトナムのジンです。それではみんなの日本語第15課の文法を勉強しましょう。 Hôm nay chúng ta sẽ học ngữ pháp bài 15 nha. Đầu tiên cô sẽ nói qua nội dung bài học ngày hôm nay. Công thức đầu tiên chúng ta sẽ học công thức động từ thể te cộng mo idesuka. Công thức thứ hai mình sẽ học động từ thể te cộng wa ikemasen. Công thức thứ ba mình sẽ học tiếp thể te cộng với imas. Và cuối cùng mình sẽ qua phần bài tập về nhà. Tiếp theo chúng ta sẽ học về cách chia thể te của động từ. Đầu tiên chúng ta sẽ học cách chia thể te của động từ nhóm 1 trước ha. Các bạn, cái động từ trong nhóm 1 các bạn bỏ mat đi. Cái nguyên âm ngay trước mat mà có chữ i, chi, ri thì mấy bạn chuyển sang ít tệ. Ngay trước mat có nguyên âm bi, mi, ni thì các bạn sẽ chuyển thành in đệ. Ngay trước mat có nguyên âm ki, mấy bạn chuyển sang i tệ. Ghi mấy bạn chuyển sang y đệ. Và si mấy bạn sẽ chuyển sang si tệ. Ví dụ ha, ai mas mình bỏ mắt đi thì còn là ai. Cái chữ y đứng ngay trước chữ mắt mình sẽ chuyển thành tệ. Ai mas mình sẽ chuyển thành ắt tệ. Tương tự như vậy, mo chi mas mình sẽ chuyển thành mốt tệ. Tori mas mình sẽ chuyển thành tốt tệ. Yo bi mas bỏ mắt đi, nguyên âm ngay trước mắt là bi, mình sẽ chuyển thành là in đệ. Thành ra yo bi mat mình sẽ chuyển thành yon đệ. Yo mi mat mình sẽ chuyển thành yon đệ. Si ni mat mình sẽ chuyển thành sin đệ. Tiếp theo, ka ki mat mình bỏ mắt đi, nguyên âm ngay trước mắt là ki, mình sẽ chuyển ki thành y tệ. À, ka ki mat mình sẽ chuyển thành ka y tệ. Tương tự như vậy, oyogimasu mình sẽ chuyển thành oyoide. Kashimasu mình sẽ chuyển thành kashite. Trong động từ nhóm 1, các bạn đặc biệt lưu ý có một từ đặc biệt là ikimasu. Ikimasu là động từ đi, mình sẽ chuyển thành itte. Bình thường ikimasu bỏ mắt là có ki thì mình sẽ chuyển thành ite, nhưng động từ này đặc biệt nên học thuộc lòng giùm cô. Ikimasu sẽ chuyển thành itte. Tiếp theo mình sẽ học cách chia thể te của động từ nhóm 2. Động từ nhóm 2 mình chỉ rất là khỏe ha. Mình chỉ cần bỏ mát thêm te. Ví dụ, ta bê mát, bỏ mát thêm te thành ta bê te. Tương tự như vậy, ne mát sẽ chuyển thành ne te. Mi mát sẽ chuyển thành mi te. I mát sẽ chuyển thành i te. Tiếp theo mình sẽ học cách chia động từ thể te của nhóm 3. Động từ này chỉ có hai động từ thôi, cho nên là mình học thuộc lòng ha. Kimas chuyển thành kite và shimas chuyển thành shite. À, tương tự như vậy, danh động từ ví dụ benkyo shimas thì mình vẫn giữ nguyên cái khúc benkyo, mình chuyển shimas thành shite thôi ha. Mình chuyển thành benkyo shite. Shiuri shimas mình sẽ chuyển thành shiuri shite. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ vào công thức đầu tiên, động từ thể te cộng mo idesu ka, có nghĩa là có được không? Dùng khi mà mình xin phép một ai đó, điều gì đó mình muốn làm, điều gì đó mình xin phép người đối phương ha. Và công thức đầu tiên mình sẽ vào ví dụ đầu tiên, mình dịch các câu sau sang tiếng Việt là gì nha các bạn. Minasan, shashin o totte mo ii desu ka? Minasan, shashin o totte mo ii desu ka? Câu này có nghĩa là mọi người ơi, cho tôi xin phép chụp tấm hình được không? ここに座ってもいいですか？ここに座ってもいいですか？câu này có nghĩa là cho tôi xin phép ngồi ở đây được không ạ? すみません。ここでタバコを吸ってもいいですか？すみません。ここでタバコを吸ってもいいですか？はい。吸ってもいいですよ。はい、吸ってもいいですよ。câu này có nghĩa là xin lỗi, cho tôi hỏi là tôi hút thuốc ở đây có được không ạ? À, được, bạn hút ở đây cũng được. Tương tự như thế, các bạn áp dụng công thức đầu tiên VT mo idesu ka để các bạn làm renshu ichi, các bạn sẽ hoàn thành các câu sau theo gợi ý hình bên dưới nhé.
Ở bức hình đầu tiên, các bạn nhìn vào hình và các bạn đoán người này sẽ nói như thế nào nào? この傘を借りてもいいですか？この傘を借りてもいいですか？Câu này có nghĩa là cho tôi mượn cái dù này một xíu được không? Cho tôi mượn cái dù này được không? はい、借りてもいいですよ。はい、借りてもいいですよ。Rồi người kia trả lời là à, bạn mượn đi, được ha, bạn mượn đi. Câu này có nghĩa là cho tôi chụp hình được không? いいえ、撮ってはいけません。Câu này có nghĩa là không, bạn không có được chụp. 荷物を置いてもいいですか？荷物を置いてもいいですか？ Câu này có nghĩa là cho tôi xin phép đặt đồ đây được không? いいえ、置いてはいけません。いいえ、置いてはいけません。Rồi người kia trả lời là không, không có được đặt. 青いボールペンを使ってもいいですか？青いボールペンを使ってもいいですか？ Câu này có nghĩa là tôi sử dụng bút bi xanh được không? はい、使ってもいいです。はい、使ってもいいです。Người kia sẽ trả lời là được, bạn sử dụng bút bi xanh cũng được. 窓を閉めてもいいですか？窓を閉めてもいいですか？Hiện trong hình có một người đang khá là lạnh ha, thì mình sẽ nói là à, cho tôi đóng cửa có được không? ここに座ってもいいですか？ここに座ってもいいですか？Câu này có nghĩa là cho tôi xin phép tôi ngồi ở đây được không ạ? すみません。入ってもいいですか？すみません。入ってもいいですか？ Câu này có nghĩa là xin lỗi cho tôi vào vào trong được không ạ? Tương tự như vậy, mình sẽ sử dụng công thức động từ thể T cộng mô y desu ka để hoàn thành các câu sau và dịch sang tiếng Việt nhé. Ví dụ như câu re, pasoko ngo tsukaimasu, mình sẽ chuyển thành pasoko ngo tsukatte mo ii desu ka. Tương tự như thế, các bạn làm những câu còn lại cho sensei nhé. Chúng ta sẽ vào một ngữ pháp mới thứ hai, đó là động từ thể te cộng wa ikemasen, có nghĩa là không được phép làm một điều gì đó, thể cấm đoán ha. Rồi chúng ta sẽ vào hình đầu tiên, nhìn vào hướng dẫn, chúng ta thấy có một người hỏi là cho tôi hỏi ở đây có được hút thuốc không ạ? Thì mình nói như thế nào nào? ここでタバコを吸ってもいいですか？ここでタバコを吸ってもいいですか？Rồi, một người nhân viên sẽ trả lời là không, ở đây có vẻ là không được hút thuốc rồi bạn ơi, mình sẽ nói là Sumimasen, chotto. Sumimasen, chotto. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Ví dụ số 2, khi mình vào ở viện bảo tàng mỹ thuật hay gì đó, mình không biết là ở đây có chụp hình được hay không, thì mình xin hỏi cho tôi hỏi chụp hình được không ạ? À? Và người kia nhân viên sẽ trả lời là không, ở đây không được chụp hình, thì mình sẽ nói là 写真を撮ってはいけません。写真を撮ってはいけません。Các bạn sử dụng công thức mình vừa mới được học, đó là động từ thể te cộng wa ikemasen để hoàn thành các câu sau theo gợi ý bên dưới nha. Chúng ta cùng luyện tập tiếp theo sử dụng vẫn dùng công thức động từ thể te cộng wa ikemasen. Và các bạn lưu ý là trong câu mình sử dụng
ここで hay là ここに nha. ここでタバコを吸ってはいけません。ここでタバコを吸ってはいけません。câu này có nghĩa là ở đây các bạn không được phép hút thuốc. ここに車を止めてはいけません。ここに車を止めてはいけません。 câu này có nghĩa là bạn không được đậu xe ở đây. この絵を触ってはいけません。この絵を触ってはいけません。câu này có nghĩa là bạn không được phép sờ vào tấm ảnh này. ここに入ってはいけません。ここに入ってはいけません。 câu này có nghĩa là bạn không được phép vào trong. この公園でサッカーをしてもいいですか。この公園でサッカーをしてもいいですか。Rồi cậu bé hỏi là cho cháu xin phép hỏi là ở đây có được chơi bóng đá ở đây không ạ? いいえ、ここでサッカーをしてはいけません。いいえ、ここでサッカーをしてはいけません。À, người nhân viên trả lời là không, ở đây không được chơi bóng đá. Tương tự như vậy, các bạn sử dụng công thức động từ thế te cộng mo i desu ka và động từ thế te cộng wa ikemasen để hoàn thành các câu sau và dịch sang tiếng Nhật nhé. Chúng ta qua mẫu ngữ pháp thứ 3 là động từ thể T cộng với I must. Thì trong bài 14, bài cũ chúng ta đã học động từ thể T cộng với I must. Nó diễn tả một hành động đang diễn ra, diễn tả một cái hành động tiếp diễn. Thì ví dụ nomi must là uống, thì chúng ta nói là đang uống, thì chúng ta sẽ nói là non de imas. Và uống xong rồi thì mình sẽ nói là nomi must. Hôm nay chúng ta sẽ học thêm hai cách dùng của động từ thể te imasu. Đầu tiên các bạn sẽ học để nói về hiện trạng, thực trạng, kết quả của một hành động vẫn còn lại, vẫn tiếp diễn đến hiện tại. Ví dụ kekkon shite imasu, chỗ này nghĩa là sao? Tức là khi mình nói một hành động, cái hành động đó xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và vẫn còn tiếp diễn trong tương lai, thì mình sẽ sử dụng thể te imasu. Ví dụ hành động cưới thì đã cưới trong quá khứ rồi và hiện tại vẫn còn lập gia đình, vẫn còn cưới và vẫn cái hành động này vẫn còn kéo dài đến tương lai, thì mình dùng thể te imasu để nói cho những cái động từ như thế này. Các bạn lưu ý các động từ thường được chủ yếu sẽ được chia ở thể te imasu gồm các động từ sau. Kekkon shimasu. Kekkon shimasu. Shitte imasu. Shitte imasu. Motte imasu. Motte imasu. Sunde imasu. Sunde imasu. Đó là các động từ thường được dùng để biểu hiện trạng thái một hành động đã diễn ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và vẫn còn tiếp diễn trong tương lai. Các bạn để ý nhé, động từ kết hôn, động từ biết, động từ sở hữu, cầm, nắm và sinh sống ở đâu đó. Và các bạn chú ý, phủ định của động từ shitemasu là shirimasen. Chúng ta không dùng chia sang thể te imasen ha, là shitemasen là sai. Các bạn để ý nha, phủ định của động từ shitemasu là shirimasen. Rồi, các bạn áp dụng công thức động từ thể te cộng với imasu để dịch các câu sau sang tiếng Nhật nhé. Từ câu 1 tới câu 5. Tiếp theo chúng ta qua cách dùng thứ hai của động từ thể te imasu, đó là biểu thị hành động mang tính thói quen, một hành động lặp đi lặp lại trong một thời gian dài. Ví dụ chỉ nghề nghiệp. Kimura sensei wa
青いベトナムで日本語を教えています。木村先生は青いベトナムで日本語を教えています。câu này có nghĩa là cô Kimura đang dạy tiếng Nhật ở Nhật ngữ Aoi Việt Nam. IMC は車を作っています。IMC は車を作っています。câu này có nghĩa là công ty IMC đang sản xuất hay là chế tạo xe hơi. イオンスーパーで日本語の本を売っています。イオンスーパーで日本語の本を売っています。câu này có nghĩa là ở siêu thị Aeon thì có bán sách tiếng Nhật. Rồi, ví dụ các bạn muốn nói là cái áo sơ mi đó được bán ở đâu vậy thì mình sẽ nói là どこでシャツを売っていますか？どこでシャツを売っていますか？À, cái áo sơ mi được bán ở Uniqlo. Uniqlo でシャツを売っています。Uniqlo でシャツを売っています。Tương tự như vậy, các bạn dựa vào công thức động từ thể T cộng với imas để dịch các câu sau sang tiếng Nhật nha. Và cuối cùng, chúng ta sang phần bài tập về nhà là phần bài tập tổng hợp, bao gồm tất cả các công thức lúc nãy tới giờ chúng ta đã học, đó là động từ thể T cộng mo i desu ka, động từ thể T wa ikemasen và động từ thể T cộng với imas. Các bạn sắp xếp câu và hoàn thành câu và dịch sang tiếng Việt nha.